Rồi chúng ta bắt đầu nhá. Hôm trước là chúng ta học học về cái các cái lệnh liên quan đến dãy đến 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 khái niệm đó là list. Đấy, chúng ta tạo ra một cái list như này và chúng ta thực hiện những cái lệnh liên quan đến list. Thì hôm nay chúng ta sẽ học thêm một cái nữa là chúng ta sẽ xử lý trên trên nhiều cái list thì như thế nào? Quan hệ giữa những cái dãy này và dãy khác như thế nào? Thế nên cái này nó cũng đơn giản thôi nhưng mà chúng ta cần phải nắm vững một chút. Thì có trường hợp nó liên quan thì nó đơn giản, nhưng có trường hợp nó liên quan rất là phức tạp, chúng ta phải chú ý nhé. Rồi thì chúng ta cùng nhau làm vài ví dụ đơn giản nhé. Ví dụ như thế này. Ví dụ là tôi có một cái bộ dữ liệu nhưng mà một cái dãy là không đủ, tôi cần phải có hai dãy nhưng mà chúng liên quan đến nhau. Ví dụ mà hai dãy đó là nó liên quan theo kiểu là một một với nhau, tức là một phần tử bên này ứng với một phần tử của bên kia, thì cái quan hệ đó người ta gọi là quan hệ là một một giữa hai cái bảng dữ liệu, và chúng ta sẽ làm việc trên cái bảng đó. Ví dụ là đơn giản thôi, ví dụ chúng ta cần làm cái bài kiểm tra cho học sinh về kiến thức địa lý chẳng hạn, ví dụ thế nhé. Đây là một cái bài mà kiểm tra học tập ở trên máy tính, kiểm tra kiến thức địa lý. Chúng ta sẽ gồm có hai cái dãy. Thứ nhất là liệt kê các cái tỉnh như là Hà Nội, là Lào Cai, Điện Biên, vân vân. Và cái bảng thứ hai là mô tả cái vùng miền mà cái tỉnh đó thuộc về. Ví dụ Hà Nội thì ghi là, ví dụ ta chúng ta để ba miền thôi, Hà Nội là ghi là miền Bắc, Thanh Hóa là miền Trung, Đà Nẵng là miền Trung, ví dụ như vậy đúng không, Lâm Đồng là miền Nam, ví dụ thế nhé. Ví dụ đơn giản thôi, thì giữa hai cái dãy đó là nó quan hệ là một một với nhau. Bây giờ ta thử như các bạn xem nhé, và chúng ta sẽ dùng nó như thế nào. Ví dụ như này cũng đơn giản, làm ví dụ đơn giản thôi. Ta làm hai cái bảng, một cái bảng có tên là danh sách tỉnh, nhé, tỉnh của cả nước đây, danh sách tỉnh đây, chúng ta sẽ nhập vào. Và một cái bảng thứ hai là bảng thứ hai tạo ra cái bảng thứ hai là địa điểm, lấy ví dụ không quan trọng là địa điểm. Thì giữa hai cái bảng này là nó có cái quan hệ một một với nhau. Mỗi một tỉnh thì nằm trong vùng ở nằm trong ở, nằm trong một cái địa điểm, một cái vùng miền nào đó nhé. Ta lấy ví dụ như vậy thôi, làm đơn giản nhé. Ví dụ tôi đưa vào đây là một vài cái tỉnh ví dụ thôi, ví như là Hà Nội này là tỉnh thứ nhất này, tỉnh thứ hai là ví dụ là Ninh Bình này, tôi lấy một vài tỉnh nó khác nhau một tí. Tỉnh thứ ba là thành phố Hồ Chí Minh này, tỉnh thứ tư là Thanh Hóa này, tỉnh thứ năm là Quảng Nam này. Ví dụ tôi thầy đưa vào đây là tôi cần là khoảng 10 con số đó nhá. Thứ sáu là Khánh Hòa, ví dụ Khánh Hòa. Thứ bảy là Cần Thơ, Cần Thơ. Thứ 8 kéo xuống đây nhé, nhập khoảng 10 cái dữ liệu. Thứ 8 là Quảng Ninh, thứ 9 là Quảng Trị, thứ 10 cái thôi. Thứ 10 là Đồng Nai, ví dụ thế. Như có 10 tỉnh nhé. Bên này chúng ta sẽ điền vào cái vị trí hay là cái vùng miền của cái đó. Hà Nội là miền Bắc thì lấy ví 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 đơn giản rất là dễ nhé. Miền Bắc tức là có thể chia nhiều, có thể chia sâu hơn nhưng mà thầy này chia cho đơn giản như thế nhé. Ví dụ thầy lấy ví dụ đơn giản miền Bắc, Ninh Bình là miền Bắc, thành phố Hồ Chí Minh là miền Nam nhé, Thanh Hóa là miền Trung, Quảng Nam là miền Trung, Khánh Hòa là miền Trung,
Cần Thơ là miền Nam. Quảng Ninh là miền Bắc. Quảng Trị là miền Trung. Đồng Nai là miền Nam. Tôi lấy ví dụ thế nhé. Thì bây giờ chúng ta có cái chương trình như này, tức là giáo viên sẽ hỏi học sinh thôi. Ví dụ như mình cô giáo viên sẽ hỏi là tỉnh này, tỉnh Ninh Bình thuộc miền nào? Học sinh sẽ phải trả lời là miền Bắc, miền Trung hay miền Nam. Nếu trả lời đúng thì giáo viên nói là đúng rồi, sai nó sai rồi. Đấy, như vậy là cái giáo viên sẽ phải so sánh cái lời giải, cái đáp án của học sinh với cái bảng số 2. Giáo viên lấy cái bảng số 1 ra để đưa lên thành câu hỏi và lấy cái dữ liệu của bảng thứ hai ra để mà so sánh thành đáp số. Và hai cái bảng này là có thể là một một với nhau, một một cái phần tử ở vị trí thứ ca nào đó của tỉnh ứng với là cái địa điểm ở vị trí thứ ca của tỉnh đó, thì có quan hệ như vậy, người ta gọi có thể là một một. Thì hai cái bảng đó nó phải gì, nó phải có cái độ dài là giống hệt nhau và phải có cái sự quan hệ dữ liệu giữa hai cái bảng này. Có thấy rõ chưa ạ? Nhất thì ta làm thử một bài đơn giản như vậy thôi. Giáo viên sẽ là người đưa ra câu hỏi trước nhé. Chúng ta có thể lấy con mèo, họ lấy chúng ta chọn một người, chọn là người đi. Đâu ở đây này. Chúng ta lấy cái, đây là một cô giáo đi nhé. Cô giáo, và chúng ta sẽ xóa con mèo này đi. Và chúng ta làm một cái chương trình rất đơn giản thôi, rất đơn giản. Giáo viên sẽ lần lượt đưa ra các cái câu hỏi, đưa ra các câu hỏi. Cứ cho là ngẫu nhiên hay liên tục thì quan trọng, đưa ra câu hỏi ngẫu nhiên nhé. Giáo viên sẽ mỗi lần đưa ra câu hỏi, giáo viên sẽ đưa ra 5 câu hỏi và chọn câu hỏi là ngẫu nhiên từ cái sách này. Rồi, chúng ta làm thử nhé. Đây. Làm cái trình đơn giản thôi. Tức là giáo viên sẽ khi bắt đầu chương trình, giáo viên sẽ thông báo là em hãy chuẩn bị làm bài tập. Em hãy chuẩn bị làm kiểm tra kiến thức về 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 địa lý. Sau đó giáo viên sẽ đưa ra 5 câu hỏi. Câu hỏi đó giáo viên lấy ngẫu nhiên từ cái bảng của chúng ta và giáo viên sẽ hỏi học sinh từng 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 câu hỏi một, và học sinh làm đúng thì giáo viên tích điểm. Làm đúng đúng một câu được 2 điểm, làm đúng cả 5 câu thì được 10 điểm. Khi làm xong thì giáo viên sẽ nói đi số điểm số của em. Bài này chúng ta chỉ minh họa trong chuyện là chúng ta sẽ dùng sử dụng hai cái bảng dữ liệu nhé. Rồi, chúng ta cùng làm một bài rất đơn giản nhé. Đây, đầu tiên giáo viên sẽ thông báo là em chuẩn bị kiểm tra. Bài này cũng ta thấy là chúng ta bắt đầu hình dung được cái cách mà chúng ta làm tạo ra các cái bài kiểm tra kiến thức như thế nào. Mặc dù nó chưa phải là phần chính ý. Trong các bài phần sau thì thầy tôi sẽ nói kỹ hơn về cách chúng ta tạo ra các bài kiểm tra, nhưng được, bài này là bài này chỉ là bài minh họa cho cái việc là liên kết dữ liệu thôi. Kiểm tra kiến thức địa lý nhé. Rồi sau đó là như sau. Sau đó là giáo viên sẽ lần lượt là tạo ra năm cái câu hỏi. Giáo viên sẽ repeat là 5 lần, 5 lần, được chưa? Mỗi lần như vậy giáo viên sẽ lấy ra ngẫu nhiên một cái tỉnh và hỏi sinh ra cái câu hỏi, được chưa? Thì giáo viên sẽ phải theo giáo viên sẽ tạo ra một cái biến nhớ để sinh ngẫu nhiên, mà giáo viên sẽ tạo ra chúng ta sẽ tạo ra cái con biến nhớ là k, biến k dùng để sinh ra cái câu hỏi ngẫu nhiên, cái số tự ngẫu nhiên của cái tỉnh mà chúng ta muốn muốn lấy ra, được chưa? Thì làm như sau này nha. Thì đây giáo viên sẽ đầu tiên là khi mà bắt đầu vào cho 5 câu hỏi thì đầu tiên là sinh ra k, là lấy ra phần tử ngẫu nhiên từ 1 đến độ dài của cái bảng sách tỉnh, từ 1 đến 10 đấy, đúng không? Lấy ra một cái tỉnh ngẫu nhiên từ 1 đến đến gì, đến cái độ dài đây, đến cái hàm length của tỉnh sách tỉnh, tức là lấy ra là cái số ngẫu nhiên trong sách các tỉnh của chúng ta. Sau giáo viên sẽ ra câu hỏi là tỉnh này nằm ở vùng nào nha, thì giáo viên sẽ hỏi
này. Thì cái tên tỉnh đó lấy đâu, lấy ở cái ai tầm, ở cái ai tầm mà lấy ra cái địa, lấy ra cái tỉnh và lấy ra phần tử thứ K. Cái này. Đây, đây chính là cái tên tỉnh nằm ở cái bảng thứ nhất, được chưa? Giáo viên sẽ hỏi. Bên vào xem sinh và hỏi đây. Chúng ta nối hai số. Tỉnh này nằm tỉnh gì đó đúng không? Nằm ở vùng miền nào, nhưng mà sẽ nối ba cái. Nối ba cái chứ hai cái. Đây. Nối một cái này. Nối cái thứ hai này. Đâu? Nối cái thứ hai và nối cái thứ ba. Phải nối ba cái. Tỉnh gì đó. Tỉnh Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Tỉnh cái ai tầm đưa vào đây. À, nối hai thôi là đủ. Nối hai thôi. Nằm ở vùng miền nào? Học sinh sẽ vào trả lời đúng là miền Bắc hay là miền Trung hay là miền Nam. Ở đây có thể gợi ý cái đáp hố là gì? Là miền. Chỗ này cho học sinh biết rõ cách trả lời. Miền Bắc, Trung hay là Nam. Rồi, ghi rõ như này. Được chưa? Đấy, chúng ta sẽ đưa cái này vào đây nhé. Đây, rồi này. Rất đơn giản. Đấy, đưa vào đây nhé. Đấy. Sau đây kiểm tra đáp đáp số. Nếu đáp số đó mà trùng với cái chính lên vị trí K này của cái địa điểm thì là đúng. Như vậy đây sẽ phải có phải có cái nếu mà cái answer, cái gọi là cái đáp án mà người dùng đã nhập vào đó mà bằng đây. Nó bằng được đây đúng không? Nếu mà cái answer mà bằng cái gì? Bằng chính cái item vị trí thứ K của địa điểm đấy, địa điểm. Như vậy là cái phần tử thứ K của bảng thứ nhất ứng phần tử thứ K của bảng thứ hai là có liên quan một với nhau, thì có thể nên chúng ta gọi là quan hệ 1-1. Đấy, 1-1 thì câu nào? Tỉnh, đây là điểm này. Nếu mà cái answer này là trùng với cái phần tử tiếp theo, phần tử tương ứng của địa điểm thì là đúng. Đúng rồi. Nếu không thì là kêu sai rồi và làm tiếp tục. Được chưa? Có thể chúng ta đi có một game chuyện là hẳn cái ý là đúng rồi và sai rồi. Đưa cái này vào đây. Bật cái này ra nha. Nói là đúng rồi nhá, đúng rồi đây. Đúng rồi. Còn nếu mà không thì là sai rồi. Gửi thí điểm hay không? Khi kết thúc thì thông báo là em đã hoàn thành. Đây, chúc mừng em đã hoàn thành. Cái phần thí điểm các bạn về nhà làm xong nhé. Chúc mừng em đã hoàn thành bài kiểm tra. Bài kiểm tra. Được chưa? Thế như vậy cái bài tập mà đơn giản như vậy thôi, chúng ta cùng nhau thử làm thử nhé. Bài này thầy mới ghi lại là bài không phải là bài 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 số 1 của buổi hôm nay nha. Hôm nay là lesson 5 nên là bài B1 nhé. Chúng ta chạy thử nhé. Phóng to này. Tỉnh Quảng Ninh. Chúng ta trả lời là miền Nam. Không thấy gì nhỉ? Sai chỗ nào? Xem chỗ nào nó sai. Không nhìn thấy gì. Đây nhá. Sức cả. Đúng rồi, sai. Sai rồi.
Sao nó không ra nhỉ? Chạy thử nhé, trở lại này. Em chuẩn bị kiểm tra kiến thức đúng không? Đây, tỉnh Thanh Hóa. Đáp số là miền Nam chẳng hạn. Sai rồi. Bài thứ hai là Quảng Trị, gõ là miền Trung. Đúng rồi. Thanh ba là miền Nam. Ví dụ thế nhé. Các bạn chú ý là đây là so sánh, như là so sánh hai cái sông ký tự thì ở trong Scratch thì nó không phân biệt chữ chữ hoa chữ thường. Được bạn gõ chưa? Gõ chữ miền Trung, gõ chữ miền Trung viết hoa, viết thường đều như nhau cả. Đây là cái điểm mà các bạn chú ý khi mình lập trình Scratch nhé. Quảng Nam gõ là miền Trung. Đúng rồi. Đó. Ninh Bình miền Bắc. Đúng rồi. Thế chưa? Chúc mừng em đã hoàn thành bài kiểm tra. Đó, thì đây là cái bài đầu tiên nhá. Bài đầu tiên là cái bài mức độ đơn giản. Được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ sang cái bài số 2 của hôm nay, là chúng ta sẽ được làm quen với cái mức thứ hai, là hai cái bảng nó khác nhau nhưng mà nó liên quan đến nhau. Cái này là cái thực tế là hay dùng thì thực tế mới là cái dùng nhiều nhất, là hai cái bảng nó có không số lượng phần tử của nó là khác nhau nhưng mà nó vẫn liên quan đến nhau thì nó là cái gì, thì nó là ứng với đó nó là như thế nào. Thì cái quan hệ này là quan hệ, người ta gọi cái quan hệ này là quan hệ là một nhiều hay là nhiều một, một n, nhưng mà có thể đây là một n hoặc là n một, được chưa? Thì còn thì ở trên thực tế được dùng rất là nhiều trên thực tế, và chúng ta chú ý là vẫn có. Bây giờ chúng ta làm sang bài số 2 nhé. Cái trường thứ hai là trường hợp ta cái quan hệ giữa hai cái bảng là nó không phải là một một, không một thì thường nó dễ hơn, nhưng mà không phải một thì thường nó khó hơn, còn rất là nhiều đấy. Nhưng mà mình thấy cho em cái bài tập bài ví dụ đơn giản nhé. Bây giờ chúng ta là vẫn là cái bài là tìm hiểu địa lý, nhưng mà vẫn là các tỉnh chia các ba miền là miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Tuy nhiên cách hỏi là câu hỏi nó khác đi và nó khó hơn. Được rồi, chúng ta làm bài số 2 nhé. Bài số 2 thì là làm như sau này. Bây giờ thầy có thể dùng lại, thầy làm lại nhiều cái mới tinh đi. Nhiều ngày mới tinh cũng như vậy, cũng là cô giáo thôi, nhưng mà chúng ta sẽ thiết lập mà hai cái bảng nó khác cái bảng của bài trước. Bảng thứ nhất vẫn là bảng danh sách tỉnh nhé. Đây chúng ta làm cái bảng thứ nhất, đây vẫn là bảng danh sách tỉnh như bình thường, nhưng bảng thứ hai thì là khác. Đây bìa bảng nhất vẫn là bảng danh sách tỉnh thành phố. Bìa thầy mới nhập vào đây các cái khác nha. Ví dụ thầy là nhập đây này, ví dụ như là Hà Nội, vẫn vào đây là Ninh Bình, vẫn thầy để vẫn để đây là 10 cái tỉnh nhá. Cần Thơ, Hậu Giang, ví dụ thế đúng không? Vì chúng ta có 3 tỉnh thành, có 3 miền, cho nên là ta phải chia nhau ra. Chúng ta làm 10-12 đi, tìm ra 12 tỉnh thành phố và chia đều cho mỗi một vùng miền là có 4 tỉnh thành phố nhé. Hà Nội, Ninh Bình, Cần Thơ, Hậu Giang. Được chưa? Quảng Nam, Khánh Hòa, Quảng Ninh. Ta tìm ra 4 tỉnh Bắc trước nhé. Hà Nội, Ninh Bình, Khánh, Quảng Ninh và một tỉnh nữa, Lào Cai chẳng hạn. Như vậy là 4 tỉnh ở miền Bắc trước này. Sau đó là miền Nam, Cần Thơ, Hậu Giang, hai người đúng không? Tìm thêm một tỉnh nữa là tỉnh Bến Tre cho nó đủ, gọi là để chia đều cho nó dễ làm thôi. Bến Tre và một tỉnh nữa, tỉnh gì đi? Ta tìm một tỉnh nữa đi. Tỉnh Đồng Nai. Vậy là đây là miền Nam. Miền Trung sẽ là có Quảng Nam rồi, có Khánh Hòa rồi, ta thêm một tỉnh nữa thì tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Quảng Bình, ví dụ thế nhé. Được chưa? 12 thôi, có thể rất là nhiều.
thậm chí có thể là đầy đủ 64 tỉnh thành phố của chúng ta. Nhưng thôi chúng ta làm này thôi cho đơn giản để chúng ta hình dung thôi mà. Như vậy bảng thứ nhất là bảng sách tỉnh, được chưa? Bảng thứ hai là bảng liệt kê ra các cái vùng miền. Tôi tạo ra một cái bảng thứ hai là bảng là vùng miền. Chúng ta thì ghi đây là ghi cái bảng thứ hai này chỉ có ba ba tên thôi. Tên thứ nhất là miền Bắc. Miền Bắc. Thứ hai là miền Trung. Thứ ba là miền Nam. Được chưa? Đó, thì cho bạn thấy thế nào. Cái bảng thứ nhất là bảng tỉnh gồm có đây chúng ta đã có 12 tỉnh. Bảng thứ hai là bảng vùng miền có 3, có 3 tên thôi. Hai cái bảng có liên quan đến nhau không nhỉ? Có liên quan không? Khác hẳn nhau, một bên là 12 tỉnh, 12 giá trị, một bên là có 3 giá trị. Mà chúng liên quan đến nhau không? Có, đó thì bạn Có. có đúng không? Có là cái gì nhỉ? Là mỗi một tỉnh chỉ nằm trong một trong ba cái đó thôi. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ phải học cách chúng ta thiết kế ra cái quan hệ cái bảng này làm sao để liên kết được các cái bảng với nhau. Được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế nhé. Cái này bắt đầu khó này. Để mà thiết kế liên kết giữa cái bảng này chúng ta cần gì? Chúng ta cần cái bảng số 2, bảng bảng ở giữa hai cái bảng này. Được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta tạo một cái bảng thứ hai, bảng ở giữa. Đặt tên là cái bảng, ví dụ như bảng là phân loại. Cái bảng này là bảng dùng để phân loại các cái tỉnh thành phố. Cái bảng này là như sau, bảng này nó có đủ 12 giá trị nhé, đủ 12 cái. Và 12 cái này ứng với cái bảng bên này. Cái bảng này nó chỉ có giá trị là 1 2 3 thôi. Như Hà Nội là ứng với là mấy? Hà Nội ứng mấy nhỉ? Ứng với là số 1. Được chưa? Ninh Bình là số mấy? Đấy nhá, Hà Nội này là Một hai một ứng với là bên này là miền Bắc này. Ninh Bình là mấy nhỉ? hai Mình là miền Bắc chứ, cũng là một. Ứng với đây là bên mình cũng là một. Cần Thơ là mấy nhỉ? hai Là hai. ba Cần Thơ là ba, miền Nam này, Cần Thơ là ba, đúng không nào? Hậu Giang là mấy? Hậu Giang là ba. Quảng Nam là mấy nhỉ? Quảng Nam là bao nhiêu? Quảng Nam là miền Trung hai này. Quảng Nam là hai. Khánh Hòa là hai. Quảng Ninh là một. bốn Lào Cai là một. Bến Tre là ba. ba Đồng Nai là ba. ba Khánh Hòa là hai. Quảng Bình là hai. Hiểu không nào? Như vậy các bạn thấy không? Như vậy là giữa hai cái bảng danh sách tỉnh và phân loại nó là một một. Nó là một một nhưng mà cái bảng phân loại nó có ý nghĩa là nó kết nối giữa cái bảng tỉnh và cái bảng vùng miền. Thế này, như vậy là ở đây Quảng Ninh nhất, Quảng Ninh ứng đây là 7, đứng đây là một, một ứng bên này là bao nhiêu, là miền Bắc. Như vậy là nó qua một cái giữa hai cái danh sách tỉnh và vùng miền, nó qua một cái bảng trung gian ở giữa. Cái bảng trung gian ở giữa chính là cái bảng dùng để kết nối giữa hai cái bảng. Như vậy đây chính là cách chúng ta dùng để kết nối. Như vậy là muốn kết nối liên kết giữa hai cái bảng, giữa hai cái list, cho cần cái list thứ ba. List thứ ba dùng để kết nối giữa hai cái bảng đó. Thì có hiểu nôm na là gì? Cái bảng số 3 này chính là cái phân loại của cái bảng thứ nhất. Thì thông qua một cái bảng dùng để mà mã hóa các cái miền. Bảng bảng giữa cũng có thể điền điền là nhưng trước có điền là Hà Nội, ở đây có điền là miền Bắc, rồi là miền miền Bắc, miền Nam, miền Anh. Như vậy nó rất là dài, nó thừa chữ. Làm như này chúng ta thấy nó không bị thừa chữ đúng không ạ? Chỉ có một cái mục chữ miền Bắc thôi, một chữ miền Trung và một chữ miền Nam. Đó. Như vậy nó không bị thừa khi chúng ta thiết kế cái dữ liệu. Đó, các bạn thấy như nào? Như vậy là chúng ta đã thiết kế xong cái bộ dữ liệu chưa? Các bạn đã hiểu chưa? Đấy, đây là cái phần này là phần khó của Scratch đây. Đòi hỏi là chúng ta phải suy nghĩ sâu hơn một chút, là đòi hỏi đây là bao thi sinh giỏi đây thì làm ta chúng ta mới có cái cách chúng ta thiết kế dữ liệu là liên kết các bảng với nhau, được chưa? Rồi thế bây giờ chúng ta làm như sau này nha. Bây giờ chúng ta từ bài này chúng ta sẽ làm ra một số các cái bài tập nhé. Ví dụ làm cái bài tập mà như thế này. Bài tập đầu tiên là bài tập là như thế này.
đầu tiên là cái bài số 1 của cái bài này là chúng ta vẫn làm cái bài cũ, là giáo viên sẽ tạo ra 5 cái câu hỏi và cũng lấy ngẫu nhiên cái tỉnh và hỏi học sinh là nó ở miền nào. Được chưa? Và học sinh sẽ trả lời, tức là cách ra bài tập giống như cái bài số 1. Nhá. Dạ, chúng ta ấn này đi mà chúng ta làm cái bài đầu tiên cho cái phần dữ liệu mới này. Như vậy là có 3 cái bảng nhé. Khó hơn rồi đấy, có thấy là khó hơn nhé. Thì chúng ta sẽ làm bài tập giống như cũ, nhưng mà cái lập trình nó phải khác đi một chút nhá. Rồi, đó là cái bài, chúng ta sẽ ghi lại cái bài này là bài số 2, chúng ta tự ghi sau đi. Cái làm vẫn như cũ. Giáo viên sẽ tạo ra 5 cái năm câu hỏi, sẽ lấy ngẫu nhiên ra các tỉnh từ cái danh sách của chúng ta và cũng hỏi là tỉnh này thuộc vùng miền nào, và học sinh trả lời. Nhưng mà bây giờ trả lời thì cách trả lời như thế nào để lấy đáp đúng hay sai là ta phải kiểm soát kỹ hơn. Rồi chúng ta làm thử nhé. Đây, đầu tiên giáo viên sẽ cũng như trước, giáo viên sẽ nói gì là em chuẩn bị làm bài kiểm tra kiến thức, ví dụ thế nhé. Rồi sau đó là giáo viên sẽ sinh ra năm cái câu hỏi, chỉ có thể nhiều hơn để 5 nhé, để 5 câu hỏi. Rồi thì mỗi câu hỏi như vậy như sau, giáo viên sẽ cũng như một hôm bài trước, giáo viên sẽ chúng ta sẽ tạo ra một cái biến nhớ có tên là K, dùng để chọn ngẫu nhiên một cái tỉnh trong danh sách các tỉnh. Đây, đầu tiên là set K là gì? Là ngẫu nhiên từ 1 đến độ dài của cái bảng thứ nhất nha. Đây. Đây, cái này. Length, cái hàm length. Đây, length của sách tỉnh nhé. Đây, sách tỉnh đây. Chú ý đây, chỗ này không thể nào lấy sách vùng miền này nhé. Vùng miền chỉ có 3, nó có 3 phần tử thôi. Giữa sách tỉnh và vùng miền nó không quan hệ 1-1 nữa. Cho nên là chỗ này là khác bài trước, phải dùng sách tỉnh. Đó, chúng ta lấy ở đây nhé. Rồi, sau đó là giáo viên sẽ hỏi bằng lệnh này. Chúng ta nói rồi, cái này giống hệt như bộ trước. Tỉnh gì, thuộc vùng miền nào, chúng ta chỉ nối hai cái. Dùng lệnh join để nối hai cái số lại với nhau nhé. Tỉnh. Đúng không? Lấy ra phần tử thứ K của sách tỉnh. Đây, lấy ra dùng cái lệnh là đâu đó, item nhé. Lấy ra phần tử thứ K của sách tỉnh và đưa vào đây. Tỉnh thuộc miền nào. Câu hỏi là đưa vào đây. Được chưa? Đưa vào đây. Đấy, nhưng mà bây giờ cái đáp án thì là không như cũ rồi. Đáp án khác rồi nhé. Bây giờ đáp án sẽ phải như nào? Bây giờ sẽ kiểm tra này. Nếu mà đúng hay sai ta đưa vào đây. Đáp án là hơi khác rồi. Đây. Nếu mà cái đây. Yeah. Nếu mà cái answer, cái đáp án người dùng đấy bằng cái gì nhỉ? Chúng ta phải lấy ra này, chúng ta phải lấy ra khó hơn trước đấy, chúng ta lấy ra cái đây. Chúng ta lấy ra cái item của cái phân loại đây. Lấy ra cái phân loại của cái tỉnh mà được cho câu hỏi, xong phải lấy tiếp thì lấy tiếp ra cái tên vùng miền tương ứng. Đây, vùng miền đây. Ta đưa cái này vào đây này. Đó, cái này nhé. Tức là kiểm tra cái tên vùng miền ứng với phân loại tương ứng của tỉnh đó. Kiểm tra cái tên vùng miền này mà trùng với answer thì mới đúng. Vậy nó khác trước nhé. Đấy, cái này là khác trước này. Có thấy nó khác các bài hôm trước không? Bài kia đúng không? Khác các bài số 1. Kiểm tra cái này nhé. Nếu cái này thì báo là đúng rồi, không phải sai rồi. Cái con này xuống. Mà thấy nó khác trước không nhỉ? Nó khó hơn một chút đấy nhá. Đúng rồi. Còn đây là sai rồi.
Bạn có thấy không? Các cháu có thấy là bạn có thấy là cái chỗ này nó khác trước khác bài các bài kia đúng không nào? Mình đây liên kết ra giữa hai cái bảng, giữa hai cái list là list sách tỉnh và list vùng miền thông qua cái sách phân loại. Giữa phân loại và tỉnh có quan hệ 1:1 nhưng giữa phân loại và vùng miền thì không. Chúng ta phải làm như thế này. Sau đó là kết thúc thông báo. Chúc mừng em đã hoàn thành. Em đã hoàn thành bài luyện được chưa? Đó, chúng ta kiểm tra, chúng ta chạy thử có đúng không nhá? Đây, chạy thử nhá. Đang chuẩn bị làm bài kiểm tra. Hậu Giang, miền Nam, đúng rồi, vẫn là đúng nhá. Tiếp theo Quảng Bình, vậy là miền Bắc. Sai rồi. Tiếp theo là Bến Tre, miền Nam. Đúng rồi. Tiếp theo là Quảng Ninh, miền Bắc. Đúng rồi. Cần Thơ, miền Nam. Đúng rồi. Để giờ chúng ta coi có thấy không nào. Như vậy chúng ta đã làm được bài, đây là bài số 2 nhé. Một cái bài rất là dễ, mà không nó chưa có gì là khó cả. Đây là bài B2. Là mày mi ha. Thấy không nào? Đã hiểu chưa? Nhá, rất đơn giản. Thế bây giờ chúng ta sẽ chúng ta sẽ làm bài này, ta mở rộng một chút cho nó khó hơn một chút nhá. Nó sẽ khó hơn đấy nhá, như này nhá. Bây giờ như này. Bây giờ như này mà bây giờ giáo viên sẽ làm như sau. Giáo viên vì nó có phân loại này trên làm được này, giáo viên bây giờ sẽ đưa ra một câu hỏi như sau. Giáo viên sẽ lấy ra ngẫu nhiên ba tỉnh trong đó chỉ có một tỉnh là miền Bắc thôi, còn hai tỉnh kia là miền Trung và miền Nam. Thông giáo viên sẽ hỏi là trong 3 tỉnh này tỉnh nào là miền Bắc. Học sinh sẽ phải nhập đúng cái tên cái tỉnh đó. Nhập là 1 hay là 2 hay là 3. Có làm được không nhỉ? Có hiểu không nhỉ? Nhắc lại nhé. Bây giờ cái bài số 2 là một cái bài như là bài trắc nghiệm ấy, nhưng mà vẫn trả lời theo kiểu như này, trắc nghiệm. Giáo viên sẽ đưa ra một danh sách 3 tỉnh, ví dụ như là Hà Nội, Thanh Hóa, Quảng Nam. Giáo viên sẽ hỏi là trong 3 tỉnh này tỉnh nào là ở miền Trung. Đó. Tỉnh nào là ở miền Trung. Được chưa? Và học sinh sẽ phải trả lời là 1, 2 hay là 3. Nếu học sinh trả lời là 1 thì nó là sai rồi. Trả lời là đáp án là 2 thì là sai rồi. Đáp án là 3 thì mới đúng, người ta chọn là Quảng Nam là đúng. Nhưng bài này là khó nhất là khó rồi đấy nhá. Bài này là khó hơn đấy. Vẫn là cái bộ dữ liệu này. Không phải dữ liệu khác, vẫn là bộ 3 cái dữ liệu này nhé. Nhưng mà cách chúng ta sinh ra câu hỏi nó khác vì nó phức tạp hơn đấy. Mà bây giờ mới là bài tập số 2 này. Cái bài tập này mới là cái bài mà áp dụng triệt để được cái ưu điểm của con lục liên kết giữa các liên kết giữa các tỉnh. Chúng ta ghi lại là CVS ra CVS sang bài số B3 và chúng ta làm thử nhé. B3 miền mà nhá. 3 miền là như sau này. Thì như này nhá. Lúc kia nó chỗ là ta sẽ phải làm, nó ta sẽ phải lấy hoán vị đi một chút, nó được có bài hoán vị cần tay sau nhé. Bây giờ chúng ta cứ làm đơn giản đã rồi ta sẽ hoán vị sau nhé. Với bài này ta sẽ phải ẩn đi, ta xóa cái này nhé. Giáo viên sẽ phải suy ra bộ dữ liệu, giáo viên sẽ suy ra bộ dữ liệu là có ba tỉnh lấy ngẫu nhiên, nhưng mà ba tỉnh đó giáo viên sẽ lấy ra thuộc ba miền khác nhau được chưa? À, miền khó đấy, nhưng bây giờ như này nhá. Thế cứ làm như nào? Giáo viên sẽ phải lấy ngẫu nhiên một tỉnh, lấy ra từ miền Bắc,
giáo viên sẽ lấy ra ngẫu nhiên một tỉnh, lấy ra từ miền Trung đi, ngẫu nhiên một tỉnh lấy ra từ miền Nam, giáo viên sẽ lấy ra ba tỉnh ứng với là ba miền khác nhau mà vẫn là ngẫu nhiên, vẫn là ngẫu nhiên, thấy chưa? Sau đó giáo viên sẽ là trộn ba tỉnh lại thành một cái hán vị, sau đó là chọn ra cái một tỉnh là gọi là tỉnh đáp án đi, là miền Trung chẳng hạn hay miền Bắc chẳng hạn, sau giáo viên sẽ hỏi là trong ba tỉnh này tỉnh nào là miền Bắc, thấy chưa? Bài này khó một chút thì chúng ta cùng nhau làm nhé, các bạn cùng cùng với tôi chúng ta cùng nhau làm cẩn thận cái bài này nhé. Như vậy là chúng ta sẽ phải lấy ra ba cái tỉnh, đưa một cái bảng nữa, cái bảng cái đưa vào một list, nước list này là dùng để mà cái list này dùng để làm gì? Dùng để mà click này dùng để mà đưa ra cái câu hỏi trắc nghiệm nhé. Thì tôi nghĩ xem cách nào cho nó hay hơn nhé. Nôm na là giáo viên sẽ phải đưa ra là ba tỉnh và phải đưa ra với một cái thứ tự là ngẫu nhiên thì nó mới hay. Ngẫu nhiên thì nó mới hay. Thì như thế nào cho nó hợp lý nhỉ? Ngẫu nhiên thì hay hơn. Chúng ta là chưa học đến cái lệnh là tìm ra cái hoán vị ngẫu nhiên của một cái dãy. Tiếp cái bài tôi định là cái bài sau nữa thì mới làm đến cái bài mà chúng ta tạo ra cái hoán vị ngẫu nhiên. Chỗ bài này chúng ta chưa. Tôi nghĩ xong cái nào chúng ta nhân cả nhá. Chúng ta sẽ phải lấy ra là ba tỉnh ngẫu nhiên từ chúng ta phải lấy ra ba cái tỉnh ngẫu nhiên từ ba cái vùng miền khác nhau của cái vùng miền này. Làm được không nhỉ? Nó sẽ khó đấy. Rồi chúng ta sẽ phải lần lượt chúng ta phải làm một vài cái đấy, không chịu khó một tí nhé. Thì chúng ta sẽ phải tạo ra một số các cái dãy phụ dùng để tạo ra dữ liệu. Nhưng mà này chúng ta cần rất nhiều các cái thủ tục trung gian để chúng ta tạo ra cái bộ dữ liệu. Cần cái bộ dữ liệu là đúng không? Cần chúng ta cầm cái bộ dữ liệu để mà tạo ra cái rồi. Bây giờ nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một số các bảng. Bây giờ cái bảng này tự ẩn lên này. Tạm thời tôi không dùng phương án, tôi sẽ không dùng bắt buộc phải dùng hoán vị thì nó mới hay. Bắt buộc phải dùng hoán vị, tôi xem nó hợp lý nhé. Thôi được, chúng ta làm vậy thôi. Ta vừa làm vừa tính với nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái bảng dùng để lưu các cái tỉnh thành của câu hỏi chúng ta nhé. Thì chúng ta tạo ra cái này là tạo ra cái bảng này gọi là câu hỏi đi. Cái bảng này là bảng để mỗi lần chúng ta làm chúng ta sinh ra là sẽ gồm có ba tỉnh đưa ra câu hỏi. Trong ba tỉnh này sẽ có một tỉnh là tỉnh mà chúng ta cần phải tìm. Làm cái này để làm câu hỏi chúng ta sẽ phải tạo ra một cái bảng phụ nữa. Cái bảng này thì ký hiệu là tem, là tem tiếng Anh là phụ tạm thời. Cái bảng tem là bảng dùng để mà ta để ra dùng để ta chúng ta tính toán để ta lấy ra để ta lấy dữ liệu vào cái thư mục và cái bảng câu hỏi, được chưa? Rồi thì chúng ta hãy làm một cái thủ tục nhé. Thủ tục là để sinh ra cái bộ dữ liệu câu hỏi. Thầy mới tạo ra một cái block để tạo ra cái đó. Rồi, đây tạo ra cái block là sinh câu hỏi. Yeah. Mỗi lần mà giáo viên hỏi, giáo viên sẽ tạo ra một cái dùng chạy cái thủ tục là sinh câu hỏi. Sinh câu hỏi làm gì? Sinh câu hỏi để tạo ra một cái bộ dữ liệu ba tỉnh. Lưu vào cái bảng câu hỏi gồm là ba tỉnh, gồm là ba vùng miền khác nhau của nước mình nhé.
bài này cũng được chưa? Rồi, thì làm như sau nhé. Thì chúng ta quả chú ý này, chúng ta cách làm chúng ta cho làm chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ xóa đi bảng câu hỏi cũ, xóa đi. Này, sau lần thứ hai ta xóa đi cái tem, hai đây là hai cái bảng phụ chúng ta xóa. Cẩn thận nhé, đừng không phải xóa ba cái vùng chính nhé. Cái tỉnh này, phân loại và vùng miền là ba cái bảng câu hỏi chính, ba cái dữ liệu chính không xóa, chỉ xóa cái tem và câu hỏi thôi. Được chưa? Đầu tiên là xóa này. Sau đó chúng ta sẽ lần lượt làm như sau, chúng ta sẽ làm như thế này. Chúng ta đây, chúng ta sẽ lần lượt làm 3 lần, chúng ta sẽ có cái vòng lặp 3 lần. Đầu tiên chúng ta sẽ thiết lập set k bằng 1. Bằng 1. Được chưa? Rồi, sau đó đây như sau này. Với mỗi ca, ca chạy từ 1 đến 3 mà, đây là 3 đến 1 đến 3, thì chúng ta sẽ lọc ra tất cả những cái tỉnh mà ứng với phân loại là ca, chúng ta đưa vào cái bảng tem. Được chưa? Rồi, ở đây chúng ta sẽ làm đây trong máy tính, trong nó có lệnh này không, nó không có lệnh để mà chúng ta copy bằng tay, đây không có nào khác cả. Như vậy chúng ta cần một cái biến nhớ khác, mà hai câu này nhé. Ta cần biến nhớ khác, đặt tên là biến G đi. Biến G để chạy, biến G để chạy dọc theo cái bảng cái sách tỉnh, được chưa? Đây, biến G nhé. Thì bên repeat này, ca lần này, thì mỗi lần như vậy chúng ta làm như sau này. Chúng ta sẽ set G bằng 1. Sau đó chúng ta lặp theo độ dài của, để về đây nhé, lập theo độ dài của cái gì, của cái bảng chính sách tỉnh. Bắt mà chạy lại một lượt nữa đây, lập theo độ dài của chính sách tỉnh. Xong chúng ta lấy ra, chúng ta kiểm tra nếu tỉnh đó mà thuộc vào cái miền thứ ca thì chúng ta đưa vào cái bảng tem, xóm lấy ngẫu nhiên đưa vào cái bảng câu hỏi. Hơi phức tạp tí, các bạn chú ý nhé. Đây này, len này. Sau đó chúng ta thì chúng ta sẽ gì đây nhá, chúng ta sẽ kiểm tra, chúng ta cái này là vì chúng ta sẽ lấy ra những cái tỉnh mà thuộc miền ca đưa vào bảng tem, bảng tem là bảng phụ. Đây chúng ta if nếu này, đây nếu nếu phân loại này, nếu mà cái phân loại, nếu mà cái phân loại thứ G, nó là gì này, G này, phân loại thứ G của tỉnh đó, đây là lẽ trong sách tỉnh nhé. Cái tỉnh thứ G, nếu mà phân loại của nó mà là bằng K, đây, nếu mà phân loại của nó bằng K, này, nếu mà tỉnh đó thuộc vùng miền thứ K, bằng K này, nhé, thì đưa cái phần tử này, đây thì đưa cái phần tử này vào đâu, đưa nó vào bảng tem, bảng tem là bảng phụ mà. Đây dùng lệnh add phức tạp một chút thôi, cái lệnh add ở đây, đây add đây, đưa vào cái bảng tem, tem là bảng phụ nhé. Đấy, đưa cái này vào bảng tem này, đưa cái tỉnh nhé, đưa tỉnh phần tử thứ G của tỉnh vào bảng tem. Đấy, đưa vào đây. Đấy, đưa vào đây, vào chỗ này chúng ta tăng G lên 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 một đơn vị, chuyên G. Đấy, thì đây này, đây là cái đoạn chương trình là chúng ta lọc ra những cái tỉnh mà có là thuộc cái vùng, thuộc cái miền thứ ca, ca chạy từ 1 đến 3 ấy. Là lọc ra những tỉnh này là ba tỉnh thuộc mà cái tỉnh mà phân loại của nó thuộc ca, cái tỉnh mà thuộc miền thứ ca đưa vào bảng tem. Đây, đây chị Lê nó nói nhé, đây, đây, đưa vào bảng tem. Chỗ này không phải, chỗ này là phải chú ý trước khi chúng ta đưa vào tem, chúng ta phải xóa tem ở chỗ này, tem chúng ta phải xóa chỗ này kìa. Đấy, khoan một tí nhá.
Thì sau lệnh này này, sau lệnh chỗ này này, thì cái bảng tem là bảng chứa các tất cả các tỉnh thuộc cái miền thứ ca, và sau đó chúng ta lấy ra một từ bất kỳ chúng ta đưa vào câu hỏi này. Sau lệnh này này, sau cái vòng lặp này này, thì chúng ta làm cái lệnh là chúng ta chọn ra một phần tử ngẫu nhiên. Đây, chúng ta lấy ra, tự chúng ta lấy ra một cái phần tử item của cái bảng là tem, bảng tem nhé. Lấy ra một phần tử ngẫu nhiên của bảng tem, của cái của bảng tem, dùng cái ngẫu nhiên là dùng dùng cái này. Pick. Hơi khó một tí, hơi hơi theo cái độ dài length của tem. Tem pick ngẫu nhiên, tôi muốn tem đưa vào đây này. Phần lên phần tưởng ngẫu nhiên của bảng tem, như bảng tem đây này, đó. Đưa vào đâu? Đưa vào câu hỏi. Add vào câu hỏi. Đây. Add vào câu hỏi. Đó, cái ngoài này cái này. Add vào câu hỏi. Add câu hỏi, đưa vào đây. Đấy. Vào chỗ này chúng ta tăng tăng cao lên một đơn vị. Các bạn có thấy khó hơn chỗ này, đúng này, đúng là tôi cảm giác là đối với các bạn sẽ là hơi khó đấy, trên K. Chỗ này là trên K. Trên K. Thấy không nào? Như vậy mỗi lần chúng ta chạy cái là hàm cái thủ tục là sinh câu hỏi, nó tạo ra một bộ dữ liệu. Bộ dữ liệu câu hỏi nó sẽ, có 3 tỉnh. Tỉnh thứ nhất là thuộc miền Bắc, tỉnh thứ hai là miền Trung, tỉnh thứ ba là miền Nam. Chạy thử nhé. Đấy, chạy thử, ta thử cho hiện lên này. Câu hỏi này. Ba tỉnh này, Lào Cai, Quảng Nam, Bến Tre. Chạy thử lần thứ hai nhé. Chạy lần thứ hai này. Nó sẽ làm cơ sở dài khác, Ninh Bình, Khánh Hòa, Hậu Giang. Thấy không nào? Chạy lần nữa nhé. Đấy, nó ra cái khác. Hà Nội, Quảng Nam, Bến Tre. Nó sinh ra một cái bộ là ngẫu nhiên như thế này. Được chưa? Như vậy là câu hỏi là như vậy, câu hỏi là nó sẽ ra, nó sẽ mỗi lần mà ta chạy cái tục chạy cái hàm mà chạy cái chương trình con là câu hỏi, thì nó sinh ra cái bộ dữ liệu nằm trong cái dãy list câu hỏi. Được chưa? Đó. Và giáo viên sẽ là người hỏi cái câu hỏi này nhé. Được chưa? Rồi, thế bây giờ thầy thấy cho xem lại phần cốt. Đây phần cốt đây này. Có thấy khó hiểu không? Thấy khó hiểu đấy nhá. Tức là thì chúng ta muốn nôm na là chúng ta cần mỗi lần chúng ta giáo viên sẽ lượt ra 5 câu hỏi, thì mỗi câu hỏi như vậy giáo viên phải sinh ra 3 tỉnh. 3 tỉnh nằm 3 miền khác nhau và đưa vào cái câu hỏi này. Sau đó giáo viên sẽ hỏi là trong 3 tỉnh này tỉnh nào là miền Trung, tỉnh nào là miền Nam, tỉnh nào là miền Bắc. Nhé. Xin cho bạn làm. Đúng ra là giáo viên phải hoán vị. Tôi chưa cần là hoán vị nhé. Nhá. Bìa cái đường vân như này để làm thôi nhé. Được chưa? Đấy, lấy ra cái này nhá. Sau đó thì giáo viên sẽ phải tìm ra cái sinh ra cái bộ đáp án nữa. Đáp án nữa cơ. Đáp án này trong 3 tỉnh này thì giáo viên sẽ hỏi là tỉnh nào là miền Bắc. Nó phải ngẫu nhiên, tỉnh nào là miền Bắc, tỉnh nào là miền Trung, tỉnh nào là miền Nam, nó phải là ngẫu nhiên nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta làm như này. Giáo viên làm như sau, giáo viên chúng ta sẽ tạo ra là cái biến nhớ. Ừ, chỗ này là như nào nhỉ, ta xem nhé. Câu hỏi rồi nhưng mà là cứ vấn đề là cái đáp án là cái nào cơ nhé. Trong ba cái tỉnh này thì luôn là đây vì đầu bài tam đa này vì thời tiết từ 1 chuyến tăng ca 1-3 mà cho nên là luôn luôn là cái tỉnh đầu tiên nó là miền Bắc, tỉnh số 2 là miền miền Trung, tỉnh thứ 3 là miền Nam. Đấy,
nôm na ta hiểu ngay là cái phía là số 1 này này là cái phân loại là 1, thứ hai là phân loại là 2, thứ ba là phân loại là 3, thì thứ tự này chính là cái phân loại rồi nhé. Thì ứng với nó số 1 ta suy ở đây số 1 nó chính là gì? Số 1 nó chính là miền Bắc, số 2 chính là miền Trung, số 3 chính là miền Nam. Được chưa? Rồi và bây giờ giáo viên sẽ sinh ngẫu nhiên cái đáp án ở bên này. Đấy là 1 hay là 3. Giáo viên sẽ chọn một đáp án, bây giờ tạo ra một cái biến nhớ nữa có tên là đáp án. Đáp án. Đáp án nhé. Được. Đáp án. Được chưa? Thì ở đây này, khi mà sinh xong rồi thì giáo viên sẽ sinh ra cái đáp án như sau. Giáo viên sẽ xét đáp án làm số ngẫu nhiên từ 1 đến 3. Cho đơn giản. Được chưa? Đây. Đáp án của chúng ta là ngẫu nhiên từ 1 đến 3. 1 đến 3 nhé. Và đưa ông dưới này. Đưa ngay trong chỗ này. Đưa ngay trong chỗ này. Đó. Thì cái đáp án này chính là đáp án giáo viên cần phải có. Rồi, giáo viên bây giờ sẽ hỏi nhá, giáo viên sẽ hỏi. Bây giờ đây là cái đáp án, đây là giờ bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái bài tập của chúng ta nhé. Thầy cùng nhân ta làm mỗi đơn giản thôi, về nhà các bạn sẽ phải làm, về nhà bài tập ở nhà các bạn sẽ phải làm khó hơn. Còn bây giờ chúng ta làm mỗi đơn giản. Đây, bắt đầu chương trình nhá. Đây. Giáo viên sẽ là họ nói một câu là em chuẩn bị kiểm tra kiến thức. Em chuẩn bị kiểm tra kiến thức. Được chưa? Sau đó cũng như vậy, giáo viên sẽ sinh ra gì? Giáo viên sẽ lập là 5 câu hỏi. Là 5 câu hỏi. 5 câu hỏi. Nhé. Và dùng biến nhớ ở đây, vì ở đây đã có cái biến là không còn biến ca này nữa, 5 câu hỏi này thôi. Thì mỗi một câu hỏi là như sau. Mỗi một câu hỏi giáo viên sẽ làm sao? Giáo viên sẽ sinh câu hỏi. Đây, sinh câu hỏi. Thì sinh câu hỏi này đồng thời nó sinh cả đáp án luôn. Yeah, đáp án sinh ở trong này rồi mà. Đáp án là đây nhé. Đó. Và giáo viên sẽ hỏi. Giáo viên sẽ hỏi là tỉnh này là tỉnh trong cái tỉnh sau đây tỉnh nào là miền là miền Trung nhá. Giáo viên sẽ phải đặt câu hỏi như sau. Giáo viên sẽ đưa câu hỏi như sau. Đây, giáo viên dùng cái lệnh này để ta dùng lệnh ask rồi. Phải nối rất nhiều nhé, phải nối 3 tỉnh lại với nhau đấy. Cho nên là nối nhiều. Chúng ta sẽ làm như sau, nối nhiều hơi dài một tí nhé, chúng ta phải chỉ có một tí. Để ở đây nhé. Nối này. Trong các tỉnh sau đây, tỉnh nào là thuộc miền là thuộc miền nào? Trong các tỉnh sau nối chưa? Như vậy thì phải nối nhiều đấy nhá. Mà chúng ta chịu khó ta làm cái này nữa, chịu khó làm một tí. Chúng ta tạo một cái biến nhớ có tên là câu hỏi. Biến nhớ có tên là STR. Câu hỏi. Ta nối nối trước sau đó thì đưa vào đây. Trong các tỉnh sau. Trong sao nhỉ? Bạn nào có ai đó can thiệp à? Trong các tỉnh sau. Đấy, và cái này sẽ là ghi là 1, 2, 3 tỉnh nào thuộc miền Trung hay miền Bắc. Đây, chúng ta sẽ phải nối cái này lại. Hãy phức tạp một chút, chúng ta dùng cái lệnh này, item. Và cái chỗ này là vùng miền nhé. Còn chỗ này chính là cái đáp án. Lấy đáp án ra. Tỉnh nào thuộc miền Trung, tỉnh nào thuộc miền Nam. Sinh tự động rồi mà. Tự động rồi nhá. Bây chúng ta tính nó cái này thôi. Đâu rồi? Tính cái này thôi. Chúng ta lệnh set này.
Đây, đúng rồi. Chúng ta nối này. Ở đây nhá, cái này sẽ nằm ở đây này. Đấy, hoặc câu hỏi là ở đây nhá, còn chỗ này sẽ lệnh này sẽ ở giữa đây này. Đấy, nối nhá. Chúng ta sẽ phải nối cái gì nhỉ? Nối như sau này, chịu khó một tí nhá. Cái này sẽ nối rất nhiều đấy nhá, chúng ta cùng nhau làm một tí nào. Không nối ba cái liền. Nối ba, nối bốn cái nhá. Sáu cái, 1 này. 2 này. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ta có về nó có 6. 6 cái 6 phần tử của là 3 tỉnh mà chỉ có số 1 số 2 nữa. 1 2 3 4 ở đây là 1 này. 1 chấm này. Ở đây là nối. Ở đây nó sẽ là gì? Chịu khó một tí nha, các bạn cùng nhà tôi làm. Cái này nó phải kỳ công một tí. Đây là một câu hỏi nhá, nối này. Đó. 1. Ở đây là câu hỏi 1. Xong ở đây cách ra là 2. Sẽ là câu hỏi 2 ở đây. Đấy, đề số 2 nhá. 2. Xong ở đây sẽ là 3. 3. Đây là số 3. Đấy, số 3 nhá. Rồi. Xếp thế này này, xong nối vào đây này. Đấy. Xong là kiểm tra cái đèn cho bên trong hết. Rồi, xong kiểm tra nhé. Nếu mà answer, nếu mà cái đáp án của người nhập vào đó, đáp án đúng rồi, đáp án chính là cái answer của người dùng đúng không. Đấy. Nếu mà trùng với trùng với đáp án, thực ra đây đúng không? Thì nào là mình trùng, trùng đáp án thì là đúng, không không thì là sai. Đúng rồi. Còn đây là sai rồi. Đấy. Nối vào đây nhé. Và khi làm xong thì nó là chúc mừng em đã làm xong đó. Chỗ này không hay lắm, chúng ta sẽ cùng nhau làm thử nào. Ta chạy thử nhá, sẽ không đúng nhá. Đây, chạy thử này, em chuẩn bị làm bài kiểm tra kiến thức nhá. Thế này, tỉnh sau: 1 là Hà Nội, 2 Quảng Nam, 3 tỉnh nào thuộc miền Trung. Thì mình phải đáp án của mình là gõ số 2. Enter, đúng rồi. Bài số trong các tỉnh sau: Ninh Bình, Khánh Hòa, Hậu Giang, tỉnh nào là miền Bắc, phải gõ số 1. Đúng rồi, tôi gõ sai nhé. Hà Nội, Khánh Hòa, Bến Tre, tỉnh nào thuộc miền Nam, gõ số 1. Thì bị sai. Đấy. Có lung tung này, sẵn đúng rồi này. Tỉnh nào thuộc miền Nam phải gõ số 3. Bài này nó cái bài này chúng ta vì ta không hoán vị, cho nên là cái bất cứ cái nào là miền Trung thì là số 2, bất cứ cái nào là miền Bắc thì là số 1. Nếu mà đúng hơn nữa, chúng ta sẽ phải hoán vị cái câu hỏi nhé. À, cho em xem lại code. Code của cái gì? Dạ, cái code, mình cái code. Đây đúng không? Chỉ có 2 code này thôi mà. Chỉ có là phần sinh câu hỏi này này. Nhìn thấy chưa? Nhá. Đấy. Mình thấy chưa? Thầy xong về thầy gửi lại bài này trên nhóm ấy thầy. Ừ, tất nhiên rồi, vẫn gửi lại rồi. Bài này như này nhé, bài này tạm thời, nhưng mà cái hiện nay là cái lời giải này đối với thầy chưa thấy hay lắm, vì thầy chưa hoán vị được các cái vị trí các cái tỉnh trong cái bảng câu hỏi. Chúng ta mà hoán vị được nữa thì sẽ hay hơn nữa, nên chúng ta chưa hoán vị được nhá. Thì được cái này về nhà các bạn sẽ phải là bài mở rộng bài này ra, là làm sao cho nó câu hỏi nó thật mà thực sự là ngẫu nhiên, tức là cái đáp án nó vẫn là câu hỏi này, nhưng mà thứ tự các tỉnh nó sẽ thay đổi đi. Không phải là miền Bắc luôn là số 1, thế nên là miền Bắc luôn là số 1, miền Trung luôn là số 2, miền Nam là số 3, nhưng mà thay đổi đi
cho nó ngẫu nhiên để miền Bắc có thể là số 2 là số 3, tùy tùy từng lần một nó ra nhé. Nhưng mà tư tưởng là như vậy, tư tưởng của chúng ta là chúng ta có hai cái bảng, chúng ta cần liên kết thông qua một cái bảng bảng trung gian là bảng phân loại, và chúng ta sinh dữ liệu không phải là một lần mà phải sinh rất phức tạp, phải kết nối với nhau chúng ta mới sinh ra câu hỏi. Được chưa nhé? Như bài này chúng ta lưu lại là bài số là bài số 3 nhé. Thì lát nữa thì bài này chúng ta có thể là làm dưới cái dạng hay hơn, tức là dưới cái dạng là gì, là câu hỏi trắc nghiệm, thì có lẽ bây giờ thầy sẽ sửa luôn thành cái đó để chúng ta hình dung nhá. Bài này các bạn thấy hơi khó hiểu không? Hơi khó hiểu đúng không? Hơi khó hiểu một chút đúng không nhỉ? Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang làm một cái bài nữa nhé. À, cũng là cái dạng là chúng ta kết nối giữa các cái bộ dữ liệu khác nhau, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ làm cái bài nó hấp dẫn hơn thôi nhé. Bài này các bạn về nhà làm tiếp tục nhé. Bây giờ thầy lưu cái bài mới và thầy sẽ làm một cái ví dụ nữa. Cũng đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ hay hơn, nó dễ, nó vui nhộn hơn. Tức là thì chúng ta sẽ bảng thứ nhất là sẽ xách các cái con vật, chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế ra mà xách con vật đây nhé. Đây bây giờ thầy sau đó chúng ta sẽ phân loại, để chúng ta sẽ tìm thêm, chúng ta sẽ tìm vào đây khoảng 10 con vật, và chúng ta sẽ phân loại con vật chúng ta thành 3 loại. Loại là sống ở trên cạn, hai là chim bay ở trên trời, và ba là cá ở dưới nước. Việc các bạn chúng ta tìm ra một số con vật và nó đây. Con thứ hai là con gấu này nhé. Chúng ta tìm con thứ ba đi, mà nó thấy nó khác nhau nhé. Ta tìm con bay trên trời đi, con bướm bay trên trời này đây nhé. Một con nữa này, tìm con dưới nước nào. Chúng ta tìm ra là con thì ở dưới nước, con thì ở trên trời này, con cua ở dưới nước này. Con cua dưới nước này, tìm một con nữa đi. Rồi tìm ra khoảng 10 con đi nhé. Này. Con chó này ở mặt đất này. Mặt đất là có 3 con rồi nhé. Mình tìm thêm cá với chim, tìm thêm cá với chim nữa cho nó. Đó. Con chim nó đưa vào chưa nhỉ? Chưa đúng không? À, con này cũng đều hỏi con chim. À thì con chim cơ. Đâu rồi? Cá. Tìm con cá. Như vậy là có 2 con ở dưới nước rồi. Tìm thêm một con nữa. Có 2 cá rồi. Tìm thêm cá nữa đi. Tìm thêm chim và cá. Ít con đấy nhỉ? Con vẹt đâu ấy nhỉ? Đây là con vẹt. Vậy là trên trời có mấy con bướm và con vẹt thôi đúng không? Cá với cua rồi. Chúng ta tìm này, đây bây giờ chúng ta phân loại. Chúng ta cần bộ dữ liệu, chúng ta có thể phân loại được con vật nhé. Con chuồn chuồn. Như vậy là 8 rồi đúng không? Ta thêm chuồn chuồn ở trên trời. Trên trời có 2 con, 3 con. Tìm thêm một con cá, cứ tìm con mặt đất nữa đi. Con voi đi, tìm thêm con voi rồi. Bây giờ tìm thêm một con nữa nè. Đây tức là khi chúng ta cần có cái tức là cái bộ hai cái bảng liên kết với nhau, hai cái dãy thường nó là nó liên quan đến phân loại. Cái này trong bài tập có rất nhiều nhé, mà thực thi siêu thi giỏi chúng ta cần làm cái bài tập ví dụ phân loại các loại rau củ quả chẳng hạn, phân loại các loại động vật chẳng hạn, phân loại các đồ vật trong gia đình. Đấy, thì bài tập kiểu như vậy là có rất nhiều và chúng ta phải chú ý nhé.
Như vậy là con cá rồi đúng không? Thêm cá. Thêm gì đấy nhỉ? Dưới nước có trên trời có đủ chưa nhỉ? Thôi thêm con dưới nước nữa nhé. Đấy, như vậy là 10 con nhé. Rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ làm cái bảng. Bảng số 1 là bảng ghi kia sách 1 là ghi tên những con vật. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái dữ liệu thứ nhất. Cái bảng thứ nhất là cái bảng là danh sách con vật. Danh sách con vật nhá. Con vật. Con vật, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ nhập này. Nhập tại đây nhé. Chúng ta nhìn bên này nhập này. Đầu tiên là con mèo. Con mèo. Con thứ hai là con gấu. Các bạn thấy là khi làm chương trình là phần dữ liệu rất quan trọng, chúng ta phải nhập bằng tay hết đấy nhanh. Phải là cái bộ đây bộ dữ quan trọng để chúng ta dùng để sinh dữ liệu, dùng để kiểm tra kiến thức, dùng để là minh họa cho chương trình. Đấy. Ba là con bướm và thứ tư là con cua. Có thể viết hoa không viết hoa cũng được vì là phần mềm nó không phân biệt chữ hoa chữ thường. Con cua, tiếp theo là con chó. Con chó. Rồi, tiếp theo là con cá. Con cá. Tiếp theo là con vẹt. Con vẹt. Tiếp theo là con chuồn chuồn. Con chuồn chuồn. 8. 9 là con gì? 9 là con voi. Con voi. 10 là con cá mập. Cá mập. Rồi, vậy là 10 con nhé. Bây giờ chúng ta sẽ phân loại. Chúng ta sẽ làm cái bảng số 2 là cái bảng phân loại. Cái bảng là kiểu đúng không? Chúng ta sẽ làm cái bảng số 2 để tạo cái bảng số 2 là cái bảng là loại động vật nhé, loại động vật. Đó. Bảng thứ hai nó chỉ có 3 loại thôi là sống ở trên cạn đây. Hay nó gọi là gì? Nó gọi là con là thú vật đúng không? Loại thứ nhất là loại thú vật. Hay con vật thú vật nhé. Loại thứ hai là loại là chim. Thuộc loại chim bay lên trời. Loại thứ ba là thuộc loại cá. Động vật. Đừng có tạm thời đấy nhé. Hay dùng từ gì nhỉ? Thuộc loại chim, thuộc loại cá, thuộc loại thú vật sống trên cạn. Dùng từ gì bây giờ nhỉ? Đây con mèo là con gấu này, con chó này, con voi là những con sống ở trên cạn đấy. Thế qua tao không dùng từ gì nhỉ? Thú vật. Thuộc loài chim, thuộc loại thú vật. Thử viết thế nhé, chúng ta sẽ sửa sau nhé. Đây cái dùng tạm thời. Như vậy là chúng ta sẽ có hai cái bảng, bảng nhất là bảng danh sách con vật, bảng thứ hai là bảng loại động vật, chia động vật làm ba loại là thú vật sống trên cạn, loại thứ hai là loại chim và thứ ba là cá sống dưới nước, được chưa? Đấy. Bây giờ chúng ta muốn liên kết lại với nhau, chúng ta cần cái bảng số 2 là cái bảng dùng để phân loại con vật và ứng sang cái bảng loại động vật này. Chúng ta tạo bảng số 2 nhé. Là cái bảng cũng là bảng phân loại. Đúng vậy đúng không nào? Phân loại. Đây, và chúng ta sẽ điền trực tiếp luôn vào đây nhé. Và cái này là cái sẽ tí lát nữa sẽ dùng để sinh ra các cái câu hỏi đấy nhé. Đây này. Như vậy là con mèo thì thuộc loại là loại 1, là thú vật này, con hai là con gấu cũng là vật này. Thứ ba là con bướm là thuộc loại số 2, con cua là số 3, con chó là số 1, con
con cá là số 3, con vẹt là số 2, con chuồn chuồn là số 2, con voi là số 3, cá mập là con voi là số mấy chứ? Con voi là số 1 ạ. Số 1 và cá mập là số mấy? Số 3. Được chưa? Như vậy là có sự liên kết giữa ba cái dãy này. Đó. Thì đây chính là cái này nó gọi liên kết đấy, nó gọi là liên kết dãy đấy nhé. Rất quan trọng luôn. Cái này nha các con, mà sau này mà học lên cao hơn thì chúng ta hiểu nhé, là con vật này, cái con vật này là loại động vật, nó chỉ có 3 loại thôi, thì số 1, số 2, số 3 người ta gọi là khóa của con vật đó. Khóa thứ nhất là thú vật, khóa thứ hai là chim, khóa thứ ba là cá. Và cái này này, ứng mỗi một con vật với khóa phân loại. Con mèo ứng với khóa phân loại là 1, con gấu ứng với khóa phân loại là 2, là 1, con bướm ứng với khóa phân loại là 2. Đó, thì đây chính là từ con vật nhé, ứng sang với khóa, thì khóa mới ứng sang là loại động vật. Đấy, như vậy là cái trung gian luôn luôn là cái cột là liên quan đến khóa, người ta gọi là khóa đấy. Trong các cái bảng dữ liệu bao giờ có cái rất quan trọng là cái cột là khóa. Như con người chúng ta là có cái mã đấy, chúng ta có chứng minh thư đấy, mỗi người có số chứng minh thư khác nhau thì cái đó nó là khóa đó nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đóng này lại và chúng ta sẽ làm ra cái, chúng ta là làm ra các cái bài tập. Làm bài tập là nó khác nhé. Bây giờ bài tập này là như thế này, chúng ta sẽ sinh ra, giáo viên sẽ sinh ra ngẫu nhiên một con vật và chúng ta sẽ tạo ra là ba cái nút. Cái nút đó là loài chim, loài cá hay là loài động vật, và chúng ta sẽ phải lựa chọn chính xác, được chưa? Rồi thì bây giờ làm như sau nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra ba cái nút. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ. Chúng ta sẽ tạo ra ba cái nút ở trên màn hình thôi, nút nhé. Đây, chúng ta sẽ vẽ cái nút là nó có dạng như thế này, dạng tùy chúng ta lựa chọn thôi. Đây, cái khung của nó là nền đây, nền chúng ta chọn làm nền màu xanh cho nó dễ, hay màu này nhé. Đó. Khung ta để màu đỏ cho nó đẹp. Được chưa? Bây giờ chúng ta tạo ra cái nút như này. Rồi, bây giờ chúng ta viết chữ vào đó. Là ba nút đi. Có thể là một nút cũng được, làm nút mà là có thể là một nút thôi và dùng clone để hiển thị cũng được, hoặc là ba nút cũng được, không phải là không quan trọng nhé. Loại nút thứ nhất là thú vật. Thầy thay đổi view ấy thầy. Thay đổi gì? Cái view ấy à? View nó đang ở màu xanh. Thành ra là cái của thầy nó cũng màu. Đây nhá. Thế bây giờ thầy muốn sửa lại thì làm thế nào? Đây. Thầy chỉnh màu á. Ở cái phim chứ hả, đúng không? Thay đổi là màu này đúng không? Vâng. Thầy đang thầy làm lại. Thầy làm lại. Đấy. Thú vật nha. Thú vật. Hoặc để sao dễ cũng được. Thầy đưa nó vào đây. Cái này thì đấy, thú vật nhé. Thì cái này là thầy đặt tên là gì? Đặt tên là thú vật nhé. Ví dụ thế, không quan trọng lắm nhé. Thú vật nhé. Đó là ứng với là loại thứ nhất, đúng không? Bây giờ thầy sẽ đây thú vật đây. Cái này là thú vật. Thú vật. Được chưa? Để thầy sẽ copy duplicate sang cái thứ hai. Thì câu thứ hai này thầy đặt tên đó là
là thứ hai là gì nhỉ? Là chim à? Loài chim đúng không? Cho nó vào giữa. Rồi, loài chim. Rồi, đặt tên cái thực vật thứ hai là loài chim nhé. Xong copy loài thứ ba là gì? Là cá, đặt tên chung là một từ nó là cá. Rồi, đây, lại phải sửa đi. Cá. Chưa? Đặt tên loại thứ ba là cá. Rồi, như vậy chúng ta sẽ như sau nhé. Chúng ta sẽ là cá này, thú vật luôn ở đây này, chim là ở đây này, cá là ở đây. Chúng ta cho nó bé đi một tí. 80. Cá, chim, 80 nhá. Cái thằng Scratch 3 này nó không có cái nút để người ta có điều chỉnh nhanh kích thước. Thế này là hơi lâu quá. Rồi, thu vật luôn 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 ở đây nhá. Đấy. Cá. Được chưa? Rồi, giáo viên sẽ mà không phải giáo viên mà là gì là chỉ cần thông báo nó trên màn hình thôi, hay là chúng ta có thể cho một người giáo viên vào đây cho nó yên tâm. Giáo viên nhỏ nhỏ này ở đây nhé, giáo viên đứng ở trên này này. Đấy. Giáo viên sẽ hỏi là con này, con vật này thuộc loại gì, mà chúng ta sẽ nháy chuột lên 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 cái hình này, nháy đúng thì là đúng, còn nháy sai thì là sai nhé. Được chưa? Đó. Là cái này nó bé hơn tí nhỉ. 70. Ôi nhầm. 80. Chín mươi đi. Đấy, to hơn rồi đấy. Cá. 90. 90. Rồi. Bây giờ chúng ta làm bài tập nhé. Bài tập này cách 1 là đơn giản, là giáo viên sẽ xin một con ngẫu nhiên và hỏi đơn giản. Thế được, ta làm cách 1. Cách 2, cách 3 chúng ta sẽ về nhà làm nhé. Thế cho ta về nhà làm. Rồi, thì, giáo viên chỉ thông báo là giáo viên là thông báo luôn là giáo viên sẽ làm câu là các em chuẩn bị giống như lúc nãy. Giống như bài trên là các em chuẩn bị làm bài. Các em chuẩn bị làm bài. Làm bài. Kiểm tra. Nhá. Rồi. Sau đó là giáo viên sẽ hỏi luôn hỏi là đây là con gì nhé. Nhưng mà bây giờ khó hơn đấy là giáo viên hỏi, sau đó là phải truyền thông tin sang cho gì, sang cho con vật, đúng không? Con vật này, cái này đặt tên là con vật nhé. Xong từ con vật lại truyền thông tin sang cho ba cái này nữa, cho nên nó không phải là đơn giản, nó không phải là ngay được nhé. Đây. Nghĩa là thầy nhầm hay sao? Thầy nhầm sang chỗ nào nhỉ? Thầy nhầm. Phải sang bên này chứ. Cái này sang bên này. Cái này khó quá. Nó cứ bị... cứ bị mờ mịt đi. Nó cứ bị... Đây, ok. Cái này đẹp hơn rồi. Nhà giáo viên sẽ báo này. Chuyện này khó hơn một tí nhé. Giáo viên sẽ thông báo này, các em chuẩn bị làm bài tập này. Các em chuẩn bị kiểm tra kiến thức. Kiến thức được chưa? Đấy. Sau giáo viên sẽ mà hỏi 5 câu hay là hỏi liên tục nhỉ?
Thôi chúng ta cứ làm cái động tác là hỏi liên tục nhá. Bạn thân bìa cho liên tục, em có thể cho các về sửa lại thành là 5 câu. Bây giờ thầy cho các bài tập là làm liên tục, hỏi vô tận nhá. Sẽ hỏi vô tận các câu hỏi. Mỗi câu hỏi của giáo viên sẽ sinh ra một con được rồi. Như sau này, giáo viên sẽ đây giáo viên rất nhiều ta sẽ dùng rất nhiều những cái biến nhớ này. Đầu tiên là còn biến nhớ là biến là ca để sinh ra con vật mà giáo viên muốn hỏi nhá. Bài tập 1 là như thế nhá. Thì đầu tiên là set ca, mỗi một cái vòng lặp nhá, là set ca là gì? Set ca là một con vật ngẫu nhiên lấy từ 1 đến gì? Đến cái độ dài của cái bảng gì? Của cái bảng con vật, được chưa? Mình như vậy đến độ dài của cái length của con vật đây. Như vậy đây là cái bài tập đầu tiên nhá. Nha. Sau giáo viên sẽ hỏi là con gì đây? Con này thuộc loại nào? Giáo viên sẽ hỏi. Không phải dùng lệnh ask, vì giờ lệnh ask chuyển sang bên này rồi, giáo viên sẽ dùng lệnh say. Lệnh say nhé, đây này, lệnh say bình thường thôi, lệnh say bình thường này. Đấy. Con này thuộc loại nào? Con vật này thuộc loại nào nhá? Thuộc loại nào? Đó. Đó. Giáo viên sẽ hỏi, sẽ gửi thông điệp để cho con vật nó hiển thị đúng. Đó. Giáo viên sẽ gửi một thông điệp sang cho con vật. Giáo viên sẽ gửi một cái thông điệp đây. Gửi một thông điệp là đặt tên là show, là hiển thị đi. Nhá. Tiếng Anh cho rất hay. Show. Đó, show. Show là hiển thị. Đó. Thì khi nhận thông điệp show nhá, sau đó giáo viên sẽ phải chờ nên chúng ta sẽ làm sau cái này nhé, chứ không thể nó liên tục mãi. Giáo viên sẽ phải chờ cho khi người dùng nháy chuột lên đây thì mới là xong một cái bài tập nhé. Khi gửi thông điệp show thì con vật này nó sẽ hiển thị đó, con vật này này. Khi mà đây nhé, khi bắt đầu chương trình thì con vật nó sẽ ẩn đi. Rồi, con vật nó sẽ ẩn đi. Chúng ta làm theo đúng như anh nhé. Ẩn đi đây. Đó. Khi mà nhận thông điệp là show. Đây, nhận thông điệp show. Thì nó mới hiển thị. Và nó gì? Nó hiển thị và nó sẽ chuyển sang. Đây. Nó sẽ chuyển gì? Nó sẽ chuyển trang phục sang gì? Sang cái trang phục là thứ K đấy, K là chính là con vật, là chính là chuyển sang một thứ K, được chưa? Vì K chính là cái số thứ tự mà giáo viên muốn hiển thị con vật đó, được chưa? Được rồi, nha. Yeah. Đây, chỗ này này. Bây giờ khi show rồi thì người dùng mình nhanh chuyển vào đây, nha. Yeah. Anh mình nhanh chuyển vào đây nhá. Đây thì chúng ta sẽ lập trình sang cho cái con thu vật này. Khi người dùng mà nháy chuột lên cái này thì sẽ gửi thông điệp là đã làm xong, gửi đáp án của người dùng. Chúng ta nhận vào đây một cái biến nhớ là người dùng thực hiện, nó gọi là choice, dùng từ choice nhé, tiếng Anh đi. Choice là cái người dùng đã bấm nút chọn cái con nào. Khi bấm nút và là chọn con vật là con thú vật thì là 1 nhé, thì đáp án là 1, là chọn choice là 1, choice là 2, choice là 3. Và cái choice này đúng khi chỉ khi mà cái choice này là đúng với cái phân loại của cái con vật đó. Đây nhé, chúng ta làm thử cho con thú vật này nhé. Đây, khi mà người dùng nháy lên, đây, click lên con vật đó này. Đấy. Nháy lên con vật đó nhé. Thì sao? Thì sẽ gửi thông điệp, sẽ gán. Đây. Set choice bằng 1. Đấy. Set choice bằng 1 và gửi. Nha. Không phải gửi thông điệp mà là giáo viên, chúng ta sẽ tạo một cái biến nhớ, cái này rất quan trọng này, không có thông điệp mà gửi biến nhớ này. Chúng ta sẽ tạo một biến nhớ tên là done.
khi người dùng mà nháy chuột lên con lên đáp án thì còn người dùng đã làm xong mà đặt đơn bằng 1. Đấy, chuyện này chúng ta chú ý nhé. Đây, khi bắt đầu hoặc bắt đầu câu hỏi thì giáo viên sẽ đặt là đơn bằng 0, là thông báo là chưa làm xong, đơn bằng 0, chưa làm xong. Và tới đây giáo viên sẽ dùng cái lệnh là gì, lệnh là chờ, wait until, đây này, wait until, chờ cho đến khi người dùng mà làm xong, chờ cho đến khi mà đăng bằng 1 thì giáo viên sẽ đây, chờ cho đến khi mà cái biến nhớ là đăng, đây chỗ này không cần dùng thông điệp mà đăng bằng 1 thì giáo viên mới kiểm tra đúng hay là sai nhé. Ăn bằng 1 này. Rồi chúng ta làm thử nhé. Bia đây. Và set ăn bằng 1 ở đây. Set ăn. Khi chúng ta nhấn chuột lên cái mẫu thú vật thì cái đặt cho bằng 1 đối với thú vật nhé. Còn với chim là 2, ta kéo thẳng vào đây. Kéo thẳng vào đây thì cái thằng chim này đây lên là số 2, chúng ta sẽ kéo thả vào cái con cá này thì đây là số 3, cá đây là số 3, đăng bằng 1 nhé. Như vậy là ba cái này là rõ ràng rồi. Đây muốn chuyện hay nữa, chúng ta đưa vào đây cái âm thanh start clip sound là pop vào đây nhé thì nó hay hơn. Đây, pop. Pop. Đấy, nhé. Rồi, thì quay lại cái anh này nhé. Khi mà chờ cho đến khi mà người dùng mà làm xong thì giáo viên thông báo. Đây, thông báo là gì? Đúng hay là sai nhé. Đúng là khi nào? Đúng mà khi cái choi. Đây, như đây kiểm tra cái này. Đúng khi nào? Đúng khi mà người dùng chọn giá trị là người dùng sẽ nháy vào sẽ trả lời, nó sẽ hiển thị là nháy vào thú vật thì là choi, nháy vào chim thì nó là choi bằng thú vật là choi bằng 1. Nháy vào thú vật nhé, choi bằng 1. Nháy vào chim thì là choi là bằng 2. Nháy vào cá là choi là bằng 3. Đấy. Ứng với là gì? Ứng với ba cái phân loại này. 1 2 3. Thấy không nào? 2 3 này. Đấy, cho nên là chúng ta giáo viên kiểm tra như sau này. Nếu mà choice đáp án là cái này nhé. Nếu mà choice bằng cái gì? Nó choice bằng cái này. Nếu mà choice đây. Con vật thứ K nhá. Con vật thứ K với cái phân loại đây. Ta ghét cái item của cái phân loại ra. Đây. Con vật thứ K, phân loại là bao nhiêu, phân loại phải bằng choi mới đúng này. Này, vì phân loại của nó là 1, 2, 3 mà. Đây, nếu mà choi bằng item K của phân loại nhé. Phân loại là cái bảng 1-1 giữa con vật và khóa của các cái phân loại đấy, là cái này. Thì thông báo đúng, còn không thông báo sai. Thông báo là đúng rồi. Đúng rồi, còn nếu không thì thông báo sai rồi. Đấy. Chúng ta đưa vào đây. Và làm xong cái này rồi, xong rồi thì quay lại đây. Đặt lại đăn mà không là hỏi lại từ đầu. Đấy. Chúng ta chạy thử vào đây nhé. Đây này, nó sẽ là như thế này. Bắt đầu chơi từ đầu này. Đấy. Kiểm tra kiến thức nhé. Và thuộc loại nào, tôi bấm vào thú vật này. Là sai rồi, thấy không nào? Và thuộc loại nào? Chim. Đúng rồi. Và thuộc loại nào? Bông cá thì là sai rồi nhé. Và thuộc loại nào? Voi, thú vật. Đúng rồi. Thuộc loại nào? Chim. Đấy. Chúng ta có thể để con vật nó to lên một chút, phía trên một chút thì nó sẽ hại đẹp hơn. Để cao này. Đấy, nó không bị sai đấy nhé. Chạy lại này. Từ đầu nhé. Đấy. Thuộc loại nào? Thú vật. Đúng rồi. Cá.
cũng vào đây. Thuộc loại nào cá cũng vào đây. Nó và cái vật này nó sinh là rất là ngẫu là ngẫu nhiên thôi nhé, cá cá này nó cũng trùng nhau nhỉ. Chim, cua, đấy, cứ như vậy mãi mãi nhé. Đó, điều này chúng ta ghi lại bằng cái bài số bài B4 của chúng ta. Các con đã hiểu chưa nhỉ? Như vậy là cái bài này, thực ra cái bài hôm nay là cái bài mà thầy muốn các con là học, là chúng ta cốt chúng ta học cách chúng ta để liên kết các cái bài, các dãy lại với nhau, hai dãy khác nhau. Thì chúng ta nhớ lại có hai loại liên kết nhé. Một loại liên kết là một thì dễ rồi. Loại thứ hai liên kết là 1N khó nhiều, là khó nhiều. Đây chỉ là một ví dụ thôi, là chúng ta liên kết giữa con vật là N và phân loại này là loại này chỉ là một, như vậy là 1N, một loại thú vật ứng với nhiều con vật khác nhau, thì đây là 1N hay là N1. Con vật đây là N, còn bên loại vật là một, như là N và một. Các bạn đã hiểu chưa? Như vậy là quan hệ giữa hai nhân vật, hai bảng, hai sách khác nhau phải liên quan đến một cái bảng, một cái sách thứ ba nằm giữa hai sách đó. Chúng ta là người tạo ra cái sách đó. Thì cái ví dụ này là ví dụ rất đơn giản thôi. Còn các con về sẽ làm bài tập là gì? Chúng ta phải hoàn thiện cho nó bài tập này nó hay hơn chứ nó không đơn giản như thế này. Ví dụ chúng ta làm bài tập là như sau này. Thầy muốn là ví dụ là sinh ra không trùng nhau, nhưng mà nó phải là khác nhau. Như cái bài này chúng ta, bài này là toàn bộ con vật chúng ta là có 10 con, chúng ta cần sinh ra 10 lần con, chúng ta có 10 câu hỏi và con vật này là phải khác nhau từng đối một, không bị hiện tượng là hai trong một bài kiểm tra mà hai con vật là trùng nhau thì không hay. Đấy, ví dụ lấy như vậy, và có thể đưa ra những cái dạng khác nhau nữa của những cái bài tập này, thì chúng ta sẽ làm sang các bài học sau nhé. Đấy, hôm nay chúng ta làm chúng ta dừng lại ở đây nhé. À, con có thấy khó không nhỉ? Có thấy hơi khó không? Có. Hơi khó đúng không? Thì chúng ta cái khó là nó liên quan đến nhiều dãy đó. Cái khó nhất là chỗ này thôi này. Chỗ này là hơi khó nhất này. Thì con về nhà xem kỹ lại cái phần đó nhé. Xem kỹ lại chị em cái phần bài tập phần thầy giải trên lớp này. Xem kỹ lại cái cấu trúc của các dãy. Và sẽ làm bài tập về nhà nhé. Được chưa? Như vậy là khó thì mới gọi là nâng cao, nhưng dễ thế này thì là không phải nâng cao nhé. Mà đây mà ra những phần mà thầy làm đây chỉ là những cái bài gọi là đơn giản nhất đấy, đơn giản nhất của cái phần liên kết dãy. Có hỏi gì nữa không nhỉ? Thầy ơi. Ơi. Thầy nói bài tập về nhà mà nó không có trùng nhau là làm cái hoán quỷ giống như thầy nói nha. Ừ. Nên là phải tìm hiểu. Thầy sẽ đưa bài tập về nhà nhé, các bạn sẽ làm nhé. Tối nay hoặc sáng mai thầy đưa lên nhóm, các bạn sẽ cùng làm. Còn cái tìm hoán vị như nào thì chúng ta sẽ học cái bài về hoán vị trong một vài bài tới, thì không nhớ lắm, như là bài cách đây một hai bài nữa. Chúng ta sẽ học cái bài, học rất kỹ cái bài mà sinh ra hoán vị đấy. Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay là cái buổi này tập trung vào các chuyện là liên kết dãy thôi. Liên kết dãy. Cho nên đề ra là cái đề ra nó cũng dễ. Dữ liệu nó cũng đơn giản. Yeah. Bài tập thì có rất nhiều. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhá. Rồi chúng ta nghỉ thôi. Em chào thầy ạ. Rồi chào các bạn nhá. Em chào thầy. Thầy. Chỗ nào là chỗ rừng không ghi nữa nhỉ? Chả như ở đây đang ghi đây rồi.